Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, trong mấy ngày gần đây, một tin tức liên quan tới một công dân Mỹ gốc Việt tên là Michael Phương Minh Nguyễn đi về Việt Nam vào cuối tháng 6, lẽ ra phải trở về Hoa Kỳ theo kế hoạch của anh vào ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa trở lại Hoa Kỳ và gia đình của Michael Phương Minh Nguyễn đang lo lắng anh bị mất tích ở Việt Nam hoặc là bị nhà nước Việt Nam giam giữ vì một tội nào đó. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà báo Đỗ Dũng, người đã có bài viết về việc này trong một vài ngày trước. Và hôm nay anh cũng đã có dịp gặp gỡ gia đình của Michael Phương Minh Nguyễn mới cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ. Chúng ta nghe câu chuyện từ nhà báo Đỗ Dũng. Xin chào nhà báo Đỗ Dũng ạ. Vâng, chào Vũ Hoàng Linh và chào khán giả của Bosa TV. Anh cho biết có lẽ là câu chuyện này cũng đã bắt đầu được phát tán, tuy nhiên cũng không nhiều người rõ về cái việc này. Anh nói về cái sự việc mất tích của anh Michael này như thế nào thưa anh? Tôi có tiếp xúc với bà Nguyễn Bảo Hiếu, vợ của ông Michael Phương Minh Nguyễn. Và bà cho biết là ông cũng về Việt Nam nhiều lần thăm thân nhân, thăm gia đình bên đó, chuyện rất bình thường thôi. Đợt này ông về thì ông về vào ngày 27 tháng 6. Thì như anh Lân nói, đáng lý là ngày 16 tháng 7 ông trở về. Nhưng mà bà cho biết là tới ngày 16 tháng 7, tức là bà chờ hoài không thấy về. Thì bà đoán rằng là chắc là trễ máy bay hay gì đó, bà mới gọi đến hãng máy bay. Thì hãng máy bay cho biết là có tên trên máy bay, nhưng không thấy lên máy bay. Thì sau đó bà chịu hết nổi rồi bà mới liên lạc các cơ quan ngoại giao của Mỹ. Thì họ nói họ không biết gì cả, và liên lạc bên Việt Nam cũng không biết gì cả. Và cho đến thứ bảy vừa rồi thì gia đình đợi lâu quá, gia đình quyết định là ra thông cáo báo chí cho biết cái sự mất tích của anh. Thì gia đình có cho biết anh 54 tuổi, có vợ 4 con, là cư dân thành phố Orange. Anh là một doanh gia độc lập, tức là không dính dáng đảng phái chính trị gì cả. Bà nói chuyện với tôi bảo là anh chả bao giờ đi biểu tình hay tham gia gì. Tuy nhiên anh có viết trên Facebook mà bà cũng không biết, sau này bà mới biết. Là trên Facebook thì anh có bày tỏ cái sự thông cảm với một số người yêu nước trong nước. Anh là người cũng là yêu nước như bất kỳ người Việt Nam nào. Thì khi anh thấy có những chuyện gì mà nó không công bằng thì anh bày tỏ cái sự mà thông cảm. Và bà cho biết là anh bày tỏ thông cảm trên Facebook, anh chẳng biết gì, anh chỉ giơ ngón thumb up lên thôi. Thì thumb up mà thôi, đó là theo lời bà kể như thế. Thì đó là cái con người anh Michael Phương Nguyễn. Và khi gia đình bà thì ngày hôm Chủ nhật vừa rồi có ra thông cáo báo chí, thì tôi đọc thấy trong đó được biết là hôm thứ sáu gia đình có đến gặp bà dân biểu Mimi Waters, là bà này là đại diện đất địa hạt mà trong đó có thành phố Orange, để nhờ bà can thiệp. Thì gặp phụ tá của bà trong một tiếng đồng hồ, và phụ tá của bà nói là bây giờ phải chờ bà liên lạc với bên Bộ Ngoại giao xem như thế nào. Và hôm nay cũng được biết là có thể là nay mai và tổng lãnh sự của Mỹ tại Việt Nam ở Sài Gòn có thể cho gia đình biết. Họ bây giờ họ cần xác định là anh Michael Phương Minh Nguyễn đang ở đâu, bị bắt nhốt ở đâu, để mà có thăm lãnh sự cũng như là thân nhân có thể mà về thăm như thế nào. Cái điều mà bà Bảo Hiếu lo lắng nhất là vấn đề sức khỏe của anh. Thì quý vị nhìn trong hình quý vị cũng biết đó, bà nói là anh rất là gầy, rất là ốm yếu, nhưng mà con người rất là năng động làm việc. Thì bà chỉ sợ là anh không đủ ăn là anh sẽ mất sức khỏe. Và gia đình cũng đã quyết định mở cái thỉnh nguyện thư trên train.org để kêu gọi đồng hương vào trong đó ký, để mà yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo can thiệp. Thì theo tôi hiểu là theo về nguyên tắc thì bên Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ yêu cầu Tòa đại sứ Việt Nam tại Hà Nội tiếp xúc với cơ quan an ninh Việt Nam để xem là có giữ anh Michael Phương Minh Nguyễn hay không. Và gia đình bà cũng một phần là bởi vì khi mà người ta quyết định công bố chuyện này là bởi vì gia đình bà cho biết là theo nguyên tắc ngoại giao thì 96 tiếng đồng hồ một công dân Mỹ bị bắt thì phải báo cho bên lãnh sự hoặc là đại sứ Mỹ biết. Nhưng mà đã coi như gần 3 tuần lễ gia đình bà không biết gì cả, cho nên bà cũng lo lắng cái chuyện đó. Và bà cũng cho tôi biết là từ hôm đó giờ là phải nói là một ngày bà ngủ chỉ một tiếng thôi, bà rất là lo ngại. Và bây giờ điều duy nhất bà đi gõ cửa các vị dân cử, bà cho biết là đã gửi rất nhiều email cho các vị dân cử trong vùng, các vị trách nhiệm từ liên bang cho tới tiểu bang nhờ họ can thiệp.
thì cho đến giờ phút này thì chưa có ai trả lời cụ thể, bởi vì họ cũng chưa biết gì cụ thể. Thì có lẽ là phải 1-2 ngày nữa thì gia đình mới biết được số phận của ông Michael Phương Nguyễn bị nhốt ở đâu và như thế nào, thưa anh. À, chẳng những như anh nói là các vị dân cử chưa lên tiếng, mà kể cả truyền thông Mỹ cũng chưa thấy lên những cái bài viết về cái vụ việc này, nếu so sánh với cái vụ việc của anh Nguyên Nguyễn cách đây cũng không lâu. Cho tới nay thì mới biết là hôm nay mới họ gia đình mới có một cái buổi họp báo cũng khá là gấp rút nhanh chóng. Thì cái việc mà báo chí Mỹ vào cuộc chậm như thế này thì theo anh nghĩ là có lý do là do gia đình không tiếp cận hay là như thế nào thưa anh? Tôi cứ nghĩ là một phần gia đình tiếp cận mới đây, bởi vì hôm chủ nhật đó tôi có thể nói là người được tiếp cận đầu tiên, bởi vì tôi nhận được thông cáo báo chí từ một người trong gia đình. Không biết vì sao họ biết số điện thoại của tôi và họ gọi cho tôi. Họ mới bảo là có phải anh Tô Dũng không? Bảo phải, thế thì họ mới nói là họ có cái thông cáo báo chí, họ mới gửi cho tôi. Thì tôi đăng đầu tiên, thì ngày hôm nay đó tôi thấy là có đài NBC, có báo OC Register, một số cơ quan truyền thông khác nữa, tôi không rõ lắm bởi vì nó cũng khá đông. Đa vô mình không nhìn thấy cái bảng. Tôi chỉ thấy cái bảng của một người để chữ OC Register. Tôi thấy mấy người vô chụp hình và tôi thấy không có xe của đài số 4, còn có đài nào nữa không tôi không biết. Thì tôi nghĩ là trong tối nay hoặc là ngày mai thì bắt đầu báo Mỹ họ mới đề cập. Bởi vì cái vụ này thì anh cũng biết rồi, anh Michael Phương Minh Nguyễn cũng là một người dân rất bình thường. Trong cộng đồng có thể nói rất ít ai biết, chỉ có một số người biết mà thôi. Khác với Ngưu Nguyễn, anh Ngưu Nguyễn cái đó là gì? Khi mà anh Ngưu Nguyễn bị bắt đó, thì anh Ngưu Nguyễn bị bắt ngay trong cái ngày biểu tình và được gần như là cả thế giới thấy được hành đó, bởi vì những hình ảnh mà anh bị bịt đầu rồi bị khiêng đi ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỗ gần đường Lý Chí Thắng, thì anh thấy điều đó cả. Cho nên là cái hình ảnh được truyền đi nhiều hơn, được chú ý nhiều hơn. Và lại nữa là anh có nhờ cái cô em gái là cô Victoria Nguyễn cố sử dụng cái mạng xã hội rất là mạnh đó. Còn trong khi gia đình anh Michael Phương Minh Nguyễn là theo cái nhận xét đó, họ là gia đình Việt Nam rất bình thường, họ không muốn nổi đình nổi đám cái chuyện gì cả, cho nên tất cả họ đều chờ đợi. Cho đến khi mà họ chờ đợi không được nữa thì bắt đầu họ mới gõ cửa các cơ quan công quyền, và chắc là họ họp gia đình để họ quyết định, họ mới công bố chuyện này. Bởi vì theo như họ nói đó là anh có thể bị bắt từ ngày hôm 7 tháng 7. Tại vì đó, sau khi mà ngày 16 đăng lý anh về, nhưng mà lúc đó thì gia đình không thấy về, thì gia đình có lẽ là họ, tôi đoán có lẽ là họ liên lạc với những người cuối cùng ở trong Việt Nam, tức là gia đình anh thấy anh là lần cuối cùng ngày 7 tháng 7. Thì theo gia đình viết cho các bạn là thông cáo báo chí là như thế. Có nghĩa là nó đúng theo những gì mà gia đình biết được đó là anh bị bắt từ ngày 7 tháng 7. Nhưng mà mãi tới ngày 16 thì không thấy anh về, qua ngày 17, lúc đó họ mới lo lắng. Và sau đó họ mới liên lạc với Việt Nam, họ mới biết là ngày 7 tháng 7 là ngày cuối cùng mà người ta thấy anh chưa bị bắt. Thì đó là tình hình nó như vậy, thưa anh. Theo như là anh tường thuật, vợ của anh Michael Phương Minh Nguyễn nói rằng anh là một người cũng sinh hoạt rất là bình thường, không tham gia đảng phái gì, ngoài cái chuyện là anh lên tiếng trên Facebook với một vài cái biểu hiện như vậy. Thâm ấp, chỉ là một cái hình ảnh, cái thâm, một cái ngón tay đưa lên mà thôi. Nhưng trong mấy ngày nay thì bắt đầu có những cái bài viết ở trên các trang mạng xã hội nói về cái vụ này, thì có vẻ đưa tới vẽ ra một cái hình ảnh có vẻ trầm trọng hơn nhiều, không phải đơn giản là chỉ một vài cái biểu hiện ở trên mạng xã hội, mà có nói tới một cách cụ thể là có khả năng anh ấy bị bắt vì tội tham gia những cái điều gì đó, cũng như là buôn vũ khí, mua vũ khí từ Campuchia, rồi có thể là tội chống phá cho nhà nước Việt Nam, vân vân. Anh ghi nhận cái chuyện đó như thế nào thưa anh? Trong cái cuộc phỏng vấn thì tôi có hỏi gia đình nữa, hay là hoàn toàn không biết cái chuyện đó. Những cái chuyện đó là chuyện trên Facebook, trên trang mạng người ta đưa, tôi cũng thấy. Từ mấy ngày qua họ đưa danh sách tới 5 người là bị bắt, đang bị nhốt ở Phan Đăng Lưu, số 4 Phan Đăng Lưu. Thì trong đó có tên Michael Phương Minh Nguyễn đó. Để mà cho nó gọi là chính xác một cách là báo chí thì mình cũng có thể đó là sự trùng tên. Thật ra mình không dám quả quyết. Nhưng mà trên trang mạng mấy ngày nay thì họ nói đến rất là nhiều. Và trong vụ đó đó, họ có nói đến hai cha con của một ông ở Việt Nam. Ông đó là Huỳnh Đức Thịnh, có đứa con là Huỳnh Đức Thanh Bình. Hai cha con cũng bị bắt trong đợt đó luôn. Và tôi thấy luôn cả một cái status trên Facebook. Một lần nữa mình cũng không biết cái này thật hay giả.
thì trên cái Facebook đó nói rằng là những người này có để cả tấm hình luôn, bốn người chụp hình với nhau, trong đó có anh Michael Phương Minh Nguyễn chụp hình ngoài Đà Nẵng, thì họ đi ra Đà Nẵng làm gì đó không biết, thì trên đường về đi xe đò, còn để kể là xe đò Phương Trang, thì cái anh mà Huỳnh Đức Thanh Bình 22 tuổi anh còn viết trên status đó mà tôi thấy. Thì một lần nữa mình xin nói là mình không biết không, cái status đó thiệt hay giả, nên mình chỉ thấy thôi, nói là ô anh ấy ngồi ngay sau lưng kìa, và xuống xe là bắt luôn, nó bắt luôn bốn người đó. Và nhưng mà mình thấy danh sách tới 5 người, thì đó là mình có thể tạm gọi là tin đồn trên mạng đó. Bởi vì cho đến giờ phút này thưa anh, gia đình không biết cái chuyện đó, gia đình chỉ nói rằng là ô anh đi về và không thấy anh trở về. Về phía chính quyền Mỹ bây giờ cũng chưa xác nhận được cái chuyện đó, bên phía Việt Nam cũng không xác nhận luôn, thành thử mọi thứ nó vẫn còn nằm trong nghi vấn. Thì tất nhiên là có những người người ta viết lên trên mạng, viết nhiều thứ. Và hôm nay thì tôi hỏi một số người trong gia đình, rồi tôi gặp thì một số người bảo là mấy người đó viết, mấy người đó nói không chính xác, do gia đình họ nói vậy thôi, tại vì gia đình họ cũng không chắc cái chuyện đó có đúng không. Và một cách rõ ràng mình nói 100% thì chưa chắc cái Michael Phương Nguyễn ở trong cái Facebook, status Facebook đó là Michael Phương Minh Nguyễn này, chúng ta không thể nói chắc chắn 100%, đúng không? Thì có những tin đồn như thế nhưng mà chúng ta không biết. Dạ. Và ngoài ra cũng có những cái tin đồn, lại một lần nữa là tin đồn nói có những cái sự liên hệ đối với là các đảng phái. Người ta nhắc tới đảng phái của ông Đào Minh Quân cũng như là ông Nguyễn Hữu Chánh. Mặc dù các phía đó thì chưa có lên tiếng. Anh ghi nhận về cái vấn đề đó như thế nào thưa anh? Tôi có thấy những cái đồn đoán đó luôn. Người đồn đoán Đào Minh Quân, người đồn đoán Nguyễn Hữu Chánh, và thậm chí có những đồn đoán khác nữa. Nhưng mà một lần nữa mình không nắm chắc được, mình không thể biết. Nhưng mà trong một cái gọi là trên Facebook mà cái status mà tôi thấy đó, một lần nữa xin chắc lại status đó mình biết là đúng sai, thì tôi chú ý cái anh thanh niên Huỳnh Đức Thanh Bình 22 tuổi, thì anh ở sống trong Việt Nam nhưng mà trên Facebook anh lại để thành cờ vàng ba sọc đỏ. Và tôi cũng được một người thân ở trong nhà của anh Huỳnh Đức Thịnh và Huỳnh Đức Thanh Bình viết thư cầu cứu. Thì họ mô tả anh Huỳnh Đức Thịnh này đó, trước đây là trại tù Z30D. Và cái người đó đó là bây giờ sống ở một tiểu bang khác. Và cho biết là hai cha con bị bắt. Và có cho biết rằng là anh Huỳnh Đức Thanh Bình là 22 tuổi, rất là chống cộng, đang sống ở trong nước. Thì tôi chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà một lần nữa mình cũng không thể đoán được cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ một phần đó là tôi có hỏi bà vợ là bà có nghĩ là vì anh Michael Phương Minh Nguyễn về Việt Nam vào cái thời điểm mà người ta đang bắt Vương Nguyễn đó không? Bởi vì nên nhớ Vương Nguyễn bị bắt ngày 10 tháng 6, 27 tháng 6 thì anh Michael về, đúng không? Anh bị bắt ngày 7 tháng 7 theo gia đình nói đấy, thì ngày 20 tháng 7 thì người ta đưa anh Vương Nguyễn ra tòa. Thì có phải là anh bị bắt vào cái giữa thời điểm anh Vương Nguyễn bị bắt và bị đưa ra tòa đấy không? Mà theo như những cái gì mà người ta nói như vậy là anh ủng hộ bằng cách là giơ thumb up lên ở trên những cái trang Facebook về các cuộc biểu tình, thì có thể đó là cái do mà trùng hợp hay như nào đó mình không biết, hoặc là họ kiếm cớ họ bắt cho nó, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà anh về vào cái thời điểm rất là nhạy cảm ra, thì đó cũng là một cái yếu tố để chúng ta chú ý. Anh Michael ở ngay không đâu xa, ngay ở vùng quận Cam này, với rất nhiều những dân cử gốc Việt ở ngay trong vùng này, cũng như là dân cử gốc dân cử Mỹ cũng không xa lạ gì cộng đồng người Việt. Anh nghĩ rằng trong thời gian tới, trong những ngày tới, thì các vị dân cử gốc Việt cũng như là những vị dân cử mà quen thuộc với cộng đồng Việt Nam sẽ có lên tiếng trong cái vấn đề này hay không thưa? Tôi nghĩ là họ sẽ lên tiếng cho tới khi cái vấn đề này được gọi là được truyền thông chú ý nhiều hơn. Đó là cái mà thường thường bao giờ vậy. Với cái anh nên nhớ bây giờ đang là cái mùa tranh cử của các vị dân cử. Anh nên nhớ là bây giờ mình đã tháng cuối tháng 7 rồi. 8, 9, 10, có 3 tháng rồi, hơn 3 tháng. Mình phải hiểu là các vị dân cử bây giờ phải lo đi cái quỹ, lo đi vận động tranh cử. Thành ra cái này hơi khó, mình phải thừa nhận chuyện đó, thấy không? Rồi khi qua cái chuyện này nó rung beng lên, truyền thông chú ý nhiều, chắc có lẽ lúc đó họ mới làm. Và nó cũng có cái gọi là policy, thấy không? Thường thường, thì theo tôi biết, cái địa hạt mà nơi nhà anh Michael Phương Minh Nguyễn ở đó, nó nằm trong cái địa hạt của thượng nghị sĩ John Mulock. Ông John Mulock trước đây cũng là giám sát viên của anh Gotti. Còn cấp liên bang thì là bà Minnie Waters, là bà dân biểu. Đó là cái địa hạt đó. Còn liên bang nữa mà thượng viện thì có bà Kamala Harris và bà Dianne Feinstein.
thì tôi cũng biết là gia đình họ cũng đã viết thư cho những người này rồi, thì phải chờ họ họ trả lời như thế nào. Nhưng mà chắc rồi đến một lúc nào đó là khi mà chuyện lớn lên thì lúc đó các vị viên cửa mới đồng lòng thì họ mới làm được. Và khi mà họ làm như vậy thì chắc chắn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải nói với Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để giải quyết cái chuyện này, chứ không thể giữ một công dân Việt Mỹ mà lâu như thế mà không cho biết là ở đâu, thì cái đó nó cũng không được. Tôi nghĩ là như thế, trong những ngày tới chắc là họ sẽ ra tay. Dạ. À, nói về cái việc giữ lâu đó, như anh vừa mới nhắc cũng như là gia đình nói rằng là khoảng 96 tiếng đồng hồ là phải cho biết, trong khi đây là mấy tuần lễ rồi. Nhưng cũng có một thông tin khác cho rằng là đối với những cái loại mà gọi là tội phạm mà vi phạm đặc biệt, thí dụ như liên quan tới an ninh quốc gia của Việt Nam, thì họ có thể giữ lâu hơn là cái 48 hay 96 tiếng đồng hồ thông thường. Anh có thông tin gì về mấy cái việc đó không thưa? Thực sự đó thì luật nào cũng nó đều là cái hở và rất là mù mờ. Tôi không rõ là 48 tiếng hay 72 tiếng hay 96 tiếng, nhưng mình nói 96 tiếng đi ha. Thì về nguyên tắc là phải báo. Thế mà nó có cái cớ như này. Tôi có biết ông đó là công dân Mỹ mà tôi báo. À, thì tôi nói anh Lân ví dụ nha, tôi bắt anh vô, anh bắt tôi vô. Anh biết tôi công dân Mỹ mà anh không hỏi. Anh không hỏi. Anh không hỏi, anh cứ điều tra. Bởi vì anh assume á, anh cố tình assume tôi là người Việt Nam, mà tôi là người Việt Nam thật, đang ở nước Việt Nam. Đó là những cái mà hey, ở đâu có nói là luật đâu nói là khi anh bắt vô bắt buộc anh phải hỏi người đó là ai đâu. Nếu người đó tự nguyện la lớn tôi là không phải công dân Việt Nam, la lớn bây giờ anh chuyện anh la lớn đi chăng nữa, tôi không hỏi giấy tờ anh thì cũng hoài thôi, đúng không? Ở đâu cũng vậy, anh nên nhớ ngay cả ở Mỹ các nước khác, khi mà có những vấn đề nhạy cảm đó, đặc biệt là những vấn đề mang tính chính trị, luôn luôn họ dùng cái kẽ hở tối đa để họ maximize cái phần lợi cho họ, anh hiểu không? Tức là nếu bây giờ báo lãnh sự đó, phải không, thì lãnh sự vào thăm lãnh sự, mà vào thăm lãnh sự thì cái người bị giam nó là công dân Mỹ, họ được một số quyền, ví dụ được quyền liên lạc này, họ được quyền ăn uống đầy đủ này, họ được cái là liên lạc với thân nhân này, thì họ đâu có sợ đó. Còn bây giờ tôi không báo lãnh sự thì tôi có thể dùng cái đó để mà tôi làm lợi cho cái việc mà hỏi cung của tôi, why not, đó. Thành thử ra mình không biết được, nhưng mà theo tôi nghĩ là luật toàn nó có cái hở nó. Và như tôi nói anh, người ta không hỏi anh, người ta không hỏi anh về công dân Mỹ thì chả làm gì hết. Và sau này bảo ô bây giờ tôi biết, cho tới khi người Mỹ hỏi. Đó là lý do tại sao mà gia đình anh Vương Nguyễn cũng vậy. Anh Vương Nguyễn mặc dù là khi là bị bắt ai cũng biết hết, nhưng mà họ đâu báo liền đâu, mấy ngày sau gia đình mới biết, mới lúc đó mới được phía Mỹ xác nhận. Tức là cho nên đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng gia đình của anh Michael Phương Minh Nguyễn bây giờ vậy. Họ phải áp lực các vị dân cử, để các vị dân cử áp lực Bộ Ngoại giao Mỹ, để Bộ Ngoại giao Mỹ áp lực Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội, để biết coi là anh Michael Nguyễn có thật bị bắt hay không, và có phải đang bị nhốt ở cái chỗ nào đó không, là người ta yên tâm phần. Anh nhớ không? Đó. Thì khi mà biết như vậy á, phía Việt Nam mà xác nhận với lại phía Mỹ á, thì phía Mỹ có quyền vào thăm lãnh sự. Theo như anh ghi nhận, sau những cái tiếp xúc với gia đình đó, thì anh thấy là gia đình có cái dự định như thế nào? Ngoài cái chuyện là đã lên tiếng, gửi ra cái thông báo báo chí, rồi có cái buổi họp báo ngày hôm nay với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, họ dự định trong những ngày tới như thế nào thưa anh? Thực sự ngày hôm nay nó không phải là cuộc họp báo, mà tôi nghĩ rằng là nó cũng trả lời phỏng vấn một số cơ quan truyền thông thì đúng hơn, bởi vì tôi có nói chuyện với Mark Roberts qua texting á. Thì anh cho biết là có thể trong những ngày tới sẽ có họp báo. Thì khi họp báo anh sẽ cho biết, thì lúc đó là tất cả truyền thông đến. Còn ngày hôm nay nó không phải cuộc họp báo, nó giống như cuộc phỏng vấn thôi, một số cơ quan truyền thông thôi. Còn họp báo lên chưa chính thức, bởi vì khi họp báo thì họ phải thông báo cho mọi người. Và tôi nghĩ rằng có thể là ngày mai gia đình sẽ biết được số phận của anh Michael Phương Minh Nguyễn. Thì sau đó có lẽ là gia đình một hoặc hai ngày sau, có lẽ là khoảng thứ tư, thứ năm họ sẽ có họp báo. Và khi họp báo thì họ sẽ báo tất cả cơ quan truyền thông biết, để họ muốn làm cái chuyện này nó lớn lên ra. Yeah. Có lẽ là chúng ta không còn có thể làm gì khác ngoài cái việc là đợi coi tin tức trong những ngày tới từ Việt Nam về cái vấn đề của anh Michael Phương Minh Nguyễn như thế nào. Và để xem coi có những tổ chức nào ở đây sẽ lên tiếng về cái việc này hay không. Anh kết luận đôi chút về cái việc này trước khi chúng ta chấm dứt thưa anh.
Theo những gì mà tôi tiếp xúc với họ và qua những gì mà những ngày nay thì tôi đoán là không biết là cũng có một số cái người bây giờ trên diễn đàn, trên trang mạng xã hội họ bàn bạc nói là anh này có thể thuộc nhóm này giống kia, như nãy anh nói có thể thuộc đảng Minh Quân hay là nước Tránh. Tôi không rõ cho lắm, có lẽ là phải chờ bên phía Việt Nam họ đưa ra bản kết luận nếu mà họ bắt anh. Và về phía gia đình đó, thì theo như tôi tiếp xúc đó, ngoài trừ họ có giấu tội gì không tôi không biết, nhưng mà hầu hết những người gia đình mà tôi tiếp xúc ngày nay thì họ đều cho rằng là anh không có nằm trong những tổ chức nào cả, và anh không có cái gì, và họ không tin là anh làm cái gì bậy bạ cả. Và họ cũng còn nói là quý vị biết mà bên Việt Nam mà nhiều khi có những cái mình đâu có tin đâu, họ hàm ý là nhiều khi gài không chừng. Và tự nhiên tôi nói chuyện với bà vợ, nó bảo là bà không biết anh xài Facebook như nào, khi mà không thấy anh về bà mới đi vô Facebook mới kiếm, nhờ người kiếm mới làm bạn với một người trên trang Facebook của anh. Thì tôi biết thì lúc qua vô tôi thấy là anh chỉ có thâm ấp thôi, là theo lời bà nói vậy chứ anh chẳng biết gì cả. Thì có lẽ là tôi đoán là anh về vào cái thời điểm nhạy cảm trong cái vụ anh Vương Nguyễn bị bắt trong vụ biểu tình ở Việt Nam. Và anh biết đó, sau vụ biểu tình đó họ xử rất là nhiều người, ví dụ Phan Rí 10 người, thằng hôm nay ở Biên Hòa 15 người nữa đó. Thành ra có lẽ là trong thời điểm này những ai về Việt Nam mà nhen nhúng cái chuyện biểu tình hay những chuyện này kia, luật đất đai hay là luật an ninh mạng, có lẽ là bị chú ý nhiều hơn, vì là có thể là bị làm khó chút xíu, tôi đoán là như thế. Cảm ơn anh rất nhiều. Đó là câu chuyện với nhà báo Đỗ Dũng liên quan tới trường hợp Michael Phương Minh Nguyễn. Hy vọng trong những ngày tới chúng ta sẽ được rõ hơn về vấn đề này. Đặc biệt là hy vọng nhiều điều tốt lành sẽ tới cho anh Michael Phương Minh Nguyễn cũng như gia đình. Câu chuyện chấm dứt ở đây và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những lần tới, thưa anh. Vâng, và tôi, bà vợ và bà Nguyễn Bảo Hiền, Nguyễn Bảo Hiếu đó, vợ của anh Michael Phương Minh Nguyễn cũng yêu cầu đồng hương giúp đỡ bằng cách là vào cái trang change.org để ký tình nguyện thương cho anh, và cũng nhờ tôi nói như thế. Xin cảm ơn anh, chúng ta hẹn gặp lại. Vâng, xin cảm ơn anh.